Hôm nay là buổi họp mặt đầu năm của anh em chơi xe Harley Davidson đến từ Hot Sài Gòn, Boom Chapter và nhiều hội nhóm khác. Thay mặt cho Harley Davidson Việt Nam, Thông và My xin kính chúc anh em có một năm mới an khang thịnh vượng và có thật nhiều chuyến đi thú vị trong năm nay.